Anh chị có thể giới thiệu, anh có thể giới thiệu là anh họ tên đầy đủ là gì anh? À, em là tên Nguyễn Ngọc Đài. Nguyễn Ngọc Đài. Dạ. Sinh năm 1976. Hôm nay em nó lên tiếng này. Hôm nay em mới lên trên anh Hải và mong anh Hải với anh em ở đây giúp cho gia đình em đi tìm bé gái là con Nguyễn Thị Cẩm Hằng, sinh năm 1906. Con em đi nay 23 tháng 12 chưa có về nhà. Em Nguyễn Thị Cẩm Hằng. Dạ. Dạ, anh nói chuyện lớn tiếng, nói chuyện nhỏ cô chú anh chị chưa nghe được. Nghe mà tiếp với anh. Nói lớn tiếng. Anh cứ nói lớn lên đi. Con chú nè, bây giờ nè, nghe con nói nè. Bây giờ anh chị này đến nhờ thì Tiểu Hải tìm con gái phải không? Đó thì anh là bơ nói chuyện lớn lên cho tôi không? Nói chuyện mình nhỏ, con mình nói chuyện gì mà ý như... Anh biết sao không? Nếu như gắn mic vô đây để nói chuyện hai người là anh em phải truyền để nói chuyện rất khó. Hay vì vậy rất nhiều các cô chú bảo tại sao không mua quay phim mà không gắn được cặp mic vô. Gắn thì đơn giản lắm, ai cũng đầu tư được. Nhưng em nhiều mic lắm, nhưng mà gắn vô ấy là nó rất bất cập, nó bất lợi nhiều cái lắm. Nên là nó không có tiền. Nên vì vậy mong là các anh chị nói chuyện lớn tiếng lên. Chia sẻ lên thì các cô chú anh chị mới biết được cái thông tin cụ thể, mới chia sẻ, mới báo được cho gia đình anh nhá. Dạ. Con thì anh chị là họ tên là gì? Con của anh là tên là Nguyễn Thị Cẩm Hằng. Dạ. Sinh năm 1906 đúng không? 2006. Dạ. À, con của anh là Hằng đi ngày 23 tháng 12, sáng ngày 23 tháng 12 tới nay là điện không bắt máy được. Đến hôm nay là 6 ngày rồi. Dạ. Đúng không? Hôm nay 28. Dạ. Trước khi con anh đi là có biểu hiện gì bất thường không? Dạ không. Không, con anh còn học không ạ? Dạ nó mới nghỉ học năm 2. Mới nghỉ học năm nay. Là nghỉ học lớp 11. Mới lớp 9 à. 9. Xong lớp 9 là mới nghỉ. Hết lớp 9 lên lớp 10, bắt đầu lên lớp 10 là nghỉ đúng không? Dạ. Dạ vậy là nghỉ 2 năm rồi, hơn 2 năm rồi. Dạ tại vì bé ở lại lớp nữa. À. Mới dạ. Thi xong lớp 9. Dạ. Vậy là bé nghỉ rồi. Trước khi bé nghỉ là bé đi làm công việc gì? Bé mới giờ đi làm được có 2-3 tháng cho đi gói đồ cho live stream á. À. Bình thường vậy đó. Thì xong cái bé quen người trên mạng á. Không biết quen bao lâu nữa, cái giờ nói là đòi cưới. Nói là tuổi con còn nhỏ lắm, chưa có cưới được đâu. Nhưng mà bé nhất quyết cưới. Cái bé đòi bỏ đi. Yeah. Em xin phép chị có thể chị giới thiệu là chị họ tên là gì? Nguyễn Thị Ngọc Hương, mẹ của bé Nguyễn Thị Cẩm Hằng. Yeah. Nhà 2506. Vậy là theo thông tin chị chia sẻ là con gái chị báo tin về nhà là quen với một người khác. Dạ. Đúng không ạ? Là người ta lớn tuổi chứ người ta ở đâu? Quê đó ở Sóc Trăng. Đó, sinh năm 1999. Chị biết như vậy thôi, bé quen chị biết thông tin như vậy thôi. Nhưng mà chị đã biết mặt chưa? Biết rồi. Người ta có tới nhà chị chơi không? Tới được có một lần thôi. Tới thì chị thấy làm sao? Thấy nó cũng... lúc đầu thì nó nói chuyện nhẹ nhàng lắm, nhưng mà sau này là gia đình không đồng ý á, tại vì thấy nó đăng những trên mạng những cái mà thấy không sự thật á nên cấm bé, rồi cái từ đó là gia đình đó là không liên lạc được nữa. Vậy là con gái chỉ báo tin là quen với một thanh niên là năm nay 23 tuổi, quê ở Sóc Trăng. Dạ. Nhưng mà gặp nhau ở đâu chị? Ở đó là em hẹn gặp cái bạn đó ở ngoài công viên thôi, là nói chuyện riêng. Công viên là công viên ở đâu ạ? Ở siêu thị Lotte đó. Dạ. Vậy là gia đình mình là biết con gái quen với một thanh niên 23 tuổi, nhưng mà chỉ vì là con chỉ ít tuổi. Yeah. Cho nên chưa đồng ý chỗ cưới và cũng không muốn cho quen như vậy. Yeah. Gia đình mình có ngăn cản gì mà bé bỏ đi như vậy? Chỉ là nói bé là chưa đủ tuổi thôi đấy, đợi con lớn nên con biết suy nghĩ đi rồi con mẹ cho con cưới. Nhưng mà nói tới đó là bé nói nhất quyết là nói anh đó thương con thương anh đó. Rồi gia đình đó có tới nhà nhưng mà nói bé như vậy là không cho cưới được. Gia đình của thanh niên đó có tới nhà chị? Có tới nhưng mà không biết đó phải là cha mẹ hay không. Nhưng mà từ đó là nó không cho cưới, tức là không liên lạc được với mấy người thân đó nữa. Điện dạ. Không bắt máy, không trả lời gì hết. Hoặc là chị chưa xác định được đó dạ. Có đúng là người thân của thanh niên đó hay không. Dạ. Hay thanh niên đó mua chuộc hay là mượn gì đó. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Bởi vì hiện nay thì rất nhiều các thông tin giả mạo ở trên Facebook, trên mạng xã hội. Rất nhiều các trường hợp đã lừa đảo rất phải nói nhất cú lừa phải nói rất ngoạn mục. Thuê xe ôm, thuê Grab hoặc thuê người dân hoặc thuê những người quen để làm bộ giả bộ là người thân cha mẹ để làm cưới đám cưới, và rất nhiều đám cưới xảy ra hiện nay là đã lừa đảo xảy ra diễn ra rất nhiều rồi. Chỉ vì cái câu chuyện là chỉ vì con gái chị quen một thanh niên khác mà đồng muốn là cưới hai bên là cưới hỏi nhau.
gia đình không đồng ý là con đã quyết định bỏ đi. Con chị trước khi bỏ đi là có đem theo cái tài sản hay tiền bạc hay gì? Dạ, bé chỉ đem một cái lắc, một cái lắc tay với một dây chuyền với một đôi bông thôi, với một cái điện thoại thôi. Lắc tay lớn không chị? Dạ, con ít rồi, chỉ có mấy phân thôi. Ai là người mua? Chị mua? Dạ, dạ chồng em mua. Dạ. Còn bé có đem theo tiền không? Không, bé không có tiền gì hết. Vậy là bé làm ở cái công ty, ở cái chỗ mà để bán quần áo đó, để phụ người ta ấy, là lâu chưa chị? Mới đây thôi, nhưng mà tháng lương của bé là chuyển khoản cho mẹ hết, không có cho bé giữ tiền. Hàng ngày bé có về không? Có, đi sáng đi chiều về. Ai là người chở hay bé tự đi chị? Bé tự đi xe đạp. À, bé đi xe đạp thường hay xe đạp điện? Xe đạp thường thôi. Yeah. À, theo như cách đánh giá của gia đình ấy, là mình là người cha người mẹ, đánh giá con anh chị là thuộc dạng bé như thế nào? Bé nói chung là bé cũng hơi cứng đầu, ít nghe lời cha mẹ, cũng ít tâm sự với mẹ. Nhưng mà nhiều khi mà nha nói chuyện với con là hai mẹ con chỉ nhắn tin qua cái mạng đó thôi. Để nói chuyện với nhau là hai mẹ con biết thôi. Chứ cũng ít nói chuyện trực tiếp với nhau. Tại vì bé nó cũng đi làm nha, tối vậy bé mệt cũng để cho bé nghỉ á. Với là vợ con cũng đi làm nữa. Thực sự là những câu chuyện như thế này, tuổi đời các bé rất nhỏ, cái sự thấu hiểu được, đúng không ạ, thì chưa tới đâu. Nhưng cha mẹ mục đích chính là muốn thương con, muốn cho con trưởng thành hơn, thì sau này con có quyền lựa chọn thương yêu ai là cái việc của các con, đúng không ạ. Nhưng đây chỉ vì là con của chị là quá nhỏ tuổi, không muốn cho kết hôn sớm, đúng không ạ, mà tuổi này cũng chưa thể kết hôn được, đúng không ạ, mà con chị hiện nay cũng chưa có nghề nghiệp gì ổn định, mà thanh niên đó hiện nay cũng chưa rõ ràng, chưa xác minh được. Vậy là con chị quyết định bỏ đi. Con chị đi lúc bây giờ là đi buổi sáng hay buổi chiều? Đi buổi sáng, ngày 23. Chị có biết là ai là người chở đi không? Dạ không, tại vì đang đi làm không biết. Không biết là ai là người chở? Dạ. Đi buổi sáng, là đi từ nhà đi hay là từ chỗ mà bé đi bán đồ cho người ta? Đi ở từ nhà đi. Từ nhà xuất phát đi? Dạ. Bé đi là mặc đồ màu gì chị? Không biết, chắc là bé chỉ mặc quần jean dài với là cái áo khoác màu trắng thôi. Hiện nay thì chị áo khoác màu trắng thường ngày con chị mặc là bây giờ không còn là nhà. Dạ không. Dạ, là chị đang nghi ngờ như vậy. Thực sự là bây giờ cái thông tin mà ăn mặc như thế nào là chị chưa xác minh được. Dạ. Chị mong muốn nhất điều gì con chị? Mong muốn cho con quay về với gia đình, ba mẹ nhớ con nhiều lắm. Dạ. Con chị như thế này á, là từ trước đã bỏ nhà đi hoặc là đi theo cái thanh niên khác bao giờ chưa? Có đi một lần, nhưng mà cũng đi vì người đó mà bỏ nhà đi theo cái người mà mới nói trên á. Là cũng đi theo bỏ nhà đi một lần, đi dạ. Lâu không chị? Đi bữa mùng 9 tới mùng 11 là về nhà được mấy ngày, rồi lại đi một lần nữa, rồi ba bắt ở nhà. Rồi lần sau này là đi bữa ngày 23 nữa. Yeah. Là có bỏ đi rồi. Dạ. Mà đi cũng về rồi, về gia đình mình có khuyên răn gì không? Khuyên đủ thứ điều hết, nói nhỏ nhẹ nhưng mà bé không nghe. Xếp này. Vậy là bỏ nhà đi. Đi lần nữa là bao nhiêu ngày? Đi là bữa lần đầu là bữa mùng 9 tới là chiều mùng 11 về. 3 ngày. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Là phải bé tự về hay sao ạ? Cũng khuyên bé về. Dạ. Vậy là con anh chị năm nay là hơn 16 tuổi rồi. Dạ. 16 tuổi hơn một xíu rồi. Dạ. Bé thì thuộc dạng là cứng đầu so với các bé khác. Cái tuổi này là đa số là cứng đầu. Dạ. Từ 11, 12 mà đến dưới 18 tuổi. Về cái tầm nhận thức của bé chưa có bằng người khác được, đúng không ạ? Không phải là trưởng thành hẳn mà cũng không phải là nhỏ hẳn. Chị đã tìm kiếm con chị ở những đâu rồi? Dạ cũng đi lên báo công an để tìm những người bạn mà không ai biết được, tại vì liên lạc với bé không được nữa. Chị đã báo tin cho cái thanh niên đó chưa? Nhưng mà từ bữa mà nói chuyện riêng với người thanh niên đó, và người thanh niên đó chặn Zalo, điện thoại đầu chặn hết. Chặn luôn. Dạ. Người thân của nhà đó cũng vậy luôn. Vậy là chị đã đánh giá như thế, chị đã hiểu, tự mình hiểu. Dạ. Là người ta đã phải con người đàng hoàng hay không? Dạ. Nếu người ta được đàng hoàng ấy, người ta thực sự là thương con của anh chị, người ta phải báo tin. Đúng không ạ? Dạ. Ít nhất là phải nhắn gửi. À, bây giờ bé đang ở đây, đúng không ạ? Nhưng thế này là con người ta, mình phải xác định là con người ta cũng không phải con người đàng hoàng. Mục đích chính là chỉ lợi dụng con chị thôi. Rất nhiều các thanh niên trong thời gian vừa qua lừa đảo lợi dụng các bé như thế này. Tuổi đời rất nhỏ, mới đầu là yêu, làm quen trên mạng, trên Facebook, trên Internet. Sau đó thì yêu một thời gian, rồi tìm cách hết yêu rồi, tìm cách bán các bé sang kia biên giới.
đến thời điểm này là phải thay rất nhiều các bé để phải sang ngang mà rơi vào cũng bức đường cùng. Nhiều bé bây giờ hiện nay còn chưa được trở về. Đó. Chị mong muốn nhất điều gì ở cái cuộc tìm kiếm này? Lần mà con có gặp bé con của em đó là xin nhắn về giùm em, kêu nhớ con em đó. Cha mẹ là không thương con, chỉ có các con không có hiểu được cái tình thương của cha mẹ. Chỉ vì một cái tình yêu không đáng, đúng không ạ? Mà đã bỏ nhà đi thế này. Nhiều bé bỏ nhà đi lửa đêm để theo những cái mối tình, và là những cái tình yêu nó không đáng gì cả. Vì các bé rất nhỏ tuổi, ngộ nhận, tưởng rằng là yêu rất lâu, tưởng rằng là thề ước hẹn với nhau, nhưng mà những cuộc tình không đến đâu cả. À, mới đây nhất thì cũng đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Nhà Bình Dương, nhất là công Trần cũng trực tiếp đi giúp một trường hợp, một người mẹ ở Trà Vinh gói cơm từ Trà Vinh về Bình Dương để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương để đăng thông tin tìm con gái mất tích nhiều tháng. Thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương đăng thông tin thì đã nhận được một cuộc gọi, một người báo tin là phát hiện là một bé gái và một bé trai đang sống chung nhà trọ ở tại Mỹ Phước. Đó. Thì các anh em đã đến nơi và xác minh tìm được. Thì hỏi là lý do tại sao bé không về. Đó là lý do là mẹ cấm, không dám về. Đó là cũng là một cái tình yêu, một cái nguyên nhân. Thì các anh em đã khuyên răn là bé cũng quay trở về rồi. Hy vọng là con gái của chị đang yêu một thanh niên nào đó nghiêm túc, nhưng có điều sợ hãi gia đình, không có báo tin cho gia đình. Vì vậy cho nên đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương hôm nay quyết định là đăng thông tin lên để nhờ cô chú anh chị trên cộng đồng mạng chia sẻ lan tỏa nhiều hơn nữa, để con gái chị sớm biết được thông tin mẹ, cha mẹ đang đi tìm kiếm như thế này, để con chị sớm quay trở về. Chị có điều nào muốn nhờ cô chú anh chị trên cộng đồng mạng không? Dạ mời anh. Anh là lên nhờ anh Hải là ba của bé Hằng, nhờ cộng đồng mạng giúp bé ở đâu kêu bé về giùm cho gia đình anh chị. Và cảm ơn cộng đồng mạng và anh Hải và anh em ở đây. Vậy là bé đã quyết định bỏ đi theo người tình hai lần. Đó. Thực sự là rất đáng buồn. Không ai mong muốn cái điều đó xảy ra. Nếu như có yêu thuật nào hay không nữa thì cũng phải quay trở về nói chuyện với ba mẹ. Chị còn điều nào muốn nhắn gửi con gái chị không? Nhưng mà em nói cái người mà con trai đó nó có đăng tích tớp lên cái mạng á, là nó nhân nhẫn cưới hay cái gì coi đó, đó. Rồi mấy người ta bình luận vô là nói là mày lừa gạt con người ta nhiều như vậy không sợ à. Em thấy những cái tin nhắn đó nên em không bao giờ dám gả con em cho người đó. Nên từ đó tới giờ là không liên lạc gì được với ai đó, trong gia đình đó. Vậy là theo như chị tìm nhiều thông tin các trang mạng xã hội thì chị được biết chính thanh niên đó cũng lừa rất nhiều bé rồi. Dạ. Chị thấy như vậy chị có sợ, lo sợ, chị có hoang mang không? Dạ có chứ. Rất sợ nhưng con em nó nằm trong cái số đó. Mới đây nhất, cách đây một thời gian cũng rất ngắn, thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương cũng đăng tải một thông tin và nó rất nghiêm trọng, rất hot trên cộng đồng mạng. Một bé chỉ có 12 tuổi thôi, quê ở miền Tây, đã bị một thanh niên xăm trổ, lừa một cách rất ngoạn mục, tưởng rằng là yêu thật lòng, nhưng mà thanh niên nó lừa rất nhiều người, mà chính bản thân gia đình nhà đấy cũng phải chấp nhận lên tiếng là đã phải đến xin xỏ vài ba trường hợp gia đình rồi vì đã lừa các bé gái khác đó. Thì hiện nay cái vụ việc ấy, cơ quan công an đang giải quyết mà chưa biết giải quyết tới đâu như thế nào đó. Vụ việc đấy rất nghiêm trọng, vì vậy cho nên rất nhiều các bé ngộ nhận tưởng rằng là cái tình yêu thật, yêu nhau thật lòng, nhưng mà thực sự là đó là chỉ cái tình yêu lừa đảo thì các bé chưa thể hiểu được, đúng không ạ? Ở ngoài đời bây giờ, xã hội bây giờ rất nhiều cạm bẫy. Hy vọng nếu cả con chị quay trở về lần này, mình sẽ có cách để giáo dục con một cách phù hợp hơn. Không nên cấm bé, nhưng mà mình giáo dục làm sao để bé tỉnh và hiểu được cái nào là thật và cái nào là giả. Anh chị còn điều nào muốn chia sẻ trên video này không? Chỉ muốn là con gái em quay về với ba mẹ thôi. Ba mẹ lo cho con hết. Ba mẹ có thể bỏ qua cho những chuyện đó của con. Anh chị có hy vọng là cái cuộc tìm kiếm này hôm nay thành công không? Dạ có. Có không? Dạ.
thì cuối video này thì em không có nói gì hơn cả, thực sự là câu chuyện rất đau lòng. Em xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Thành Bình Dương xin được kính chúc anh chị cùng với gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Hy vọng là một vài ngày tới thì sớm nhất sẽ có thông tin về chính thức về con gái của chị. Thì đội hiệp sĩ Thành Bình Dương sẽ khuyên răn và sẽ báo tin để giúp con chị trở về nhà. Dạ, hai vợ chồng em cũng cảm ơn anh Hải và mấy anh ở trong làm cái video này và giúp cho con em, nó mong thấy thì nó về sớm với vợ chồng em, và em với nó rất nhớ là điện và nhắn tin không cho là em cảm ơn. Dạ, chúc anh chị luôn mạnh khỏe.